nha. Bây giờ mình sẽ test cái dây cáp. Dây cáp này có những cái tính năng rất là đặc biệt đâu ha. Đây. Nó có thể tháo được cái đầu. Tháo được cái đầu cáp rồi tháo đựng đổi đầu. Nên mình sẽ khui hàng lên đó. Rồi, mình sẽ khui hàng em nói các bạn ha. Khá là lâu rồi. Cái này là mình mua cho hơn hơn 3-4 tháng rồi đó mọi người. 3-4 tháng rồi mà. Giờ mới khui nè. Chả biết là hàng có như mong đợi không. Dù sao thì cũng khui đi chứ sao vậy. Giờ muốn đổi cũng không được nữa các bạn, hết hết thời hạn đổi nha. Ok, trong không có gì khác. Wow, đây là những cái đầu phần kèm thì phải. Đây các bạn nha, cái cáp này chắc bây giờ cũng thịnh này, tại mình thấy quảng cáo cũng nhiều, mình mua ở đây cũng lâu, giờ mình mới khui nè. Hồi mình mua là nó giá nó khá cao mà ha, flash sale rồi mà nó cả trăm ngàn một cái. Đây, cái đầu iPhone, cái đầu tiếp C, tai C, cái đầu Android nữa thì phải. Rồi bây giờ mình khui một cái đi. Rồi các bạn xem sơ sơ về cái thông tin ha. Mở sao ta, bên này mở ra là coi như là mất giá trị không đây. Rồi không sao, rất là may các bạn nha, rất là may mở bao này không mất giá trị. Rồi mình sẽ để qua một bên đi, khuôn cá vô với khuôn cá test test thử các bạn ha. Cái dây thì chất lượng dây cũng ok các bạn nha. Kim loại so với những cái hàng mà 50 trở lại thì nó mũ này kia, kim loại nó làm rất là chuẩn các bạn ha, không có những cái chỗ mà dư thừa, không có chỗ dư thừa nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ test. Cái đầu này đầu USB, micro USB. Nên mình sẽ test cho một cái điện thoại mình thử mình xài có nó vô không nè. Cái điện thoại này hôm trước mình đăng mình nói với các bạn mình bán nè. Thôi mình để luôn, mình để rảnh mình bung cái máy này cho các bạn xem. Rồi bung chơi. Đây nè các bạn nha. Đây, nó hở nè. Đấy. Có đèn các bạn ha. Đây, vô nè. Đấy. Rồi, gỡ ra luôn nè. Wow. Khá là hít các bạn ha. Rồi, hít khá là mạnh. Ok. Khá là chuẩn các bạn nha. Rút ra. Ồ, rút ra cũng ổn. Lực hết mạnh đó các bạn nha. Đây nè, mình buông nè, nó lực hết khá là mạnh ha. Quá đèn. Ok, giờ đổi đầu khác thôi. Thử đổi đầu khác dành cho cái điện thoại iPhone này. Cái này dành cho iPhone này. iPhone mình để lâu rồi, hôm nay không có sạc luôn á. 3-4 tháng nay không sạc luôn. Hai cái điện thoại phì, một cái thì phì như là cái bánh nú luôn, một cái thì nó phì nhẹ. Mà chắc hai cái này mình phải bỏ pin hết rồi. Rồi bắt đầu sạc thử một cái ra. Hầu như cái nào nó cũng phì cơ mà phì nhẹ phì ít thôi, ít phì nhiều thôi, không biết sạc còn vô không nữa nè.
À, chưa có cắm sét các bạn ha. Vô không đây. Hết pin lâu quá cái hình gà nó vô ban đầu nó nạp hơi lâu các bạn ha. Để mình đợi xíu mình chờ xíu vô nha. Không vô các bạn ơi, mình quên đi. Mình quên là cái thằng này á nó dành cho cái ampere có một một ampere trở lại thôi. Mình quên các bạn ha. Mình quên cái dòng iPhone này dùng cái điện áp nó thấp hơn 2 ampere, 1,5 hoặc 1 ampere thôi. Quên nữa, sạc hàng chỉ đợi nãy giờ không vô thì mình đổi, mình cắm vô cái cốc sạc thôi các bạn nha. Mình test thử, mình dùng cốc cốc sạc mình cắm thử các bạn ha. Mình rút điện ra đi. Rồi mình cắm vô điện thôi. Rồi, cắm vô điện rồi để coi có điện không nha. Có rồi ha. Rồi nhờ đợi xíu nè, để chờ thời gian nè, lâu quá rồi nó cạn sạch pin rồi. Không biết lên đây, mình đợi xíu các bạn nha. Là lên mình lay lay lại nha. Rồi, sao không thấy động động tĩnh gì chân ta. Mở nguồn thử coi các bạn nha. Sao mà thấy im ghê không biết. Ồ, nãy giờ ông ơi. Tắt nguồn. Mà ngộ ha, tắt nguồn sao sao nó không sạc nền như Android các bạn ha. Những cái điện thoại Android nãy mình tắt nguồn nó vẫn sạc nền đó mà. Còn cái ông táo này mở lên nguồn thì mới báo sạc hay sao? Nãy giờ làm cái tưởng nó chết chết pin không. Đây. Pin nữa các bạn nha, pin hiện lên nè. Sao nó không chạy pin ta? Mình rút ra thử. Một cái điện thoại để lâu tắt nguồn lâu vậy mà nó còn pin thôi. Hay là tại nãy giờ sạc được miếng. Ồ, không vô các bạn ha. Không vô. Sao không vô ta? Lạ nha. Để mình rút ra thử. Mình đổi đầu thử. Cái điện thoại này bị cái allow bạn ha. Mình không biết là chủ quên hay là điện thoại chôm chĩa, mình không biết. Cái này đen nữa mình rảnh mình nghiên cứu thêm. Chết rồi. Cái khúc này căng rồi bạn. Căng lắm các bạn nha. Gỡ gỡ cái iPhone ra nó hơi căng. Nó có một bên mạch nè các bạn nha. Nó có một bên mạch thôi. Nó có một bên mạch thôi. Hồi nãy là cắm như thế này phải. Một bên mạch thôi, giờ mình cắm vô lại coi. Rồi. Mình cắm vô lại coi nó có ăn khớp không? Nó sạc không nha. Không vô pin đâu mà ha. Không vô pin nha. Đây dạ. Có đèn nè. Có đèn mà không vô pin thôi. Mình đổi lại. Đưa mặt trên và đưa mặt dưới lại thử. Giờ mình đổi đầu lại thôi. Cái này nó có một bên mạch là không có như cái chuẩn của iPhone gốc đó bạn ha. Cái chuẩn iPhone gốc thì nó tới hai mặt, hai đầu mạch. Wow. Sạc nữa bạn. Quay lại thì nó sạc. Rồi ok, như là cái này cũng ok luôn. Rồi mình cứ tưởng nó lỗi. Rồi. Rồi tính ra là cái này ok các bạn ha. Gỡ nè. Sạc nè. Gỡ nè. Sạc. Rồi ok. Rồi cái tiệp C, tai C thì mình cái đầu tai C thì mình không có điện thoại mình test. Bạn nào có điều kiện chúng ta test sau nha. Rồi mình đi test một cái đi ha. Còn cái này mình nghĩ chắc cũng tương tự thôi. Đèn cái cũng tương tự nhau thôi, cũng không cần phải test nhiều. Rồi mấy cái này cái điện thoại iPhone 4 S cũ rồi. Rồi mình chia sẻ với các bạn những cái video cái tiếp cũng rất là nhiều các bạn ha. Cái này là cái gì đây, cái này là cái sợi dây để làm cái gì ta, để móc à, rút
Đúng rồi, cái này là dây rút buộc lại các bạn ha, rút chúng ta buộc lại, chúng ta đừng cho cái dây cáp nó bị xoắn đó. Rồi vậy là chúng ta xem lại là cái phần mạch, cái mặt cái điện thoại ở trên thì cái phần mạch nó rồi, cái phần mạch nó nằm như thế này gì các bạn nha. Rồi, nó ghi cái mũi tên nè, thì cái mũi tên là cái đầu vào nè các bạn, à, mũi tên là cái đầu vào nè, không phải là để cái gì nha, để mặt này là không đúng ha. Chúng ta để mặt này có cái mũi tên nè, đó, có cái mũi tên trên cái mạch sạc nè, chúng ta cắm như thế này thì nó mới sạc vô cái phone đó mà ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.